Xin chào các bạn. Gia Bảo Luxury đã quay trở lại đây với một chủ đề mới. Vâng, hôm nay thì tôi muốn nói đến lịch thường niên của Patek Philippe. Thì như chúng ta cũng đã biết là Patek Philippe là thương hiệu đầu tiên giới thiệu lịch thường niên trên đồng hồ đeo tay vào năm 1996. Vâng, và họ thì cũng có rất nhiều mẫu lịch thường niên khác nhau. Như trên tay tôi là mẫu năm 2005. Bởi vì Patek Philippe có rất nhiều mẫu lịch thường niên khác nhau nên điều này cũng làm khó khăn cho người hâm mộ. Vâng, họ không biết chọn mẫu nào. Và vì lý do đó, Gia Bảo Luxury sẽ thực hiện một video so sánh nho nhỏ giữa hai mẫu đồng hồ lịch thường niên, giúp các bạn có thể đưa ra lựa chọn chính xác hơn khi chọn lựa mẫu đồng hồ của mình. Hai mẫu đồng hồ mà tôi muốn đưa lên bàn cân đó chính là mẫu năm 2005 và năm 396. Cả hai mẫu đồng hồ này đều có mức giá chính hãng là 48.000 đô, cùng có tính năng lịch thường niên, cùng có lịch tuần trăng. Vâng, về cơ bản thì tính năng của hai chiếc đồng hồ này giống hệt nhau. Chất liệu thì cũng giống nhau về vàng hồng. Nhưng mà sự khác biệt lớn là ở thiết kế. Chúng ta có thể thấy rõ ràng mẫu năm 2005 có thiết kế hiện đại hơn một chút. Còn mẫu năm 396 thì có thiết kế cổ điển hơn rất là nhiều. Vâng, và tôi sẽ phân tích từng chi tiết của chiếc đồng hồ để các bạn có thể thấy rõ sự khác biệt này. Vâng, thứ đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là vành bezel. Vành bezel của mẫu năm 2005 thì nó vắt hơn một chút. Trong khi đó vành bezel của mẫu năm 396 thì lại thoai thoải, vâng, đúng với thiết kế truyền thống và cổ điển. Vâng, chi tiết khác biệt thứ hai mà làm nên điểm nhấn của chiếc năm 2005 đó chính là cái càng nối dây. Vâng, như bạn thể thấy ở đây thì càng nối dây nó có khoét một phần, vâng, gọi là thiết kế skeleton. Chính cái thiết kế này đã tạo nên điểm nhấn của chiếc đồng hồ và khiến cho nhiều người yêu thích chiếc năm 2005 vì vẻ mạnh mẽ của nó. Còn với chiếc năm 396 chúng ta vẫn có thiết kế cổ điển giống như một chiếc Calatrava từ thời 1932 mà thôi. Về núm chỉnh giờ thì chúng ta không có quá nhiều sự khác biệt, cùng núm rút bình thường và có logo hoa thị ở trên đó. Bộ dây thì cũng không có nhiều khác biệt, cũng là dây da. Mặc dù có khác biệt về thiết kế nhưng mà về cơ bản thì cả hai mẫu đều là dress watch. Đây là dây da là phù hợp nhất với những mẫu dress watch này rồi. Vâng, tiếp theo sự khác biệt nào ở mặt số chiếc đồng hồ. Mẫu năm 396 có thiết kế rất cổ điển và đối xứng với lịch ngày nằm góc 6 giờ. Thứ và tháng thì nằm ở dưới tên thương hiệu Patek Philippe ở góc 12 giờ. Ở góc 6 giờ chúng ta cũng có lịch tuần trăng và thêm vào đó là kim 24 giờ. Vâng, với kim 24 giờ này thì các bạn có thể biết đây là 10 giờ sáng hay 10 giờ tối để có thể dễ dàng chỉnh giờ hơn. Bởi vì giờ mẫu đồng hồ này sẽ liên quan đến ngày và thứ. Còn mẫu năm 2005 thì làm sao? Mẫu năm 2005 có lịch thứ, ngày, tháng nằm nối tiếp nhau, trải dài từ góc 10 giờ cho đến góc 2 giờ. Và cái thiết kế này rất là rõ ràng và nhìn một cái chúng ta có thể thấy ngay được. Còn với mẫu năm 396, mỗi cái lịch thì nó lại nằm vị trí khác nhau nên là đôi lúc mà chúng ta thấy hơi khó nhìn. Ở góc 6 giờ của mẫu năm 2005 thì chúng ta vẫn có lịch tuần trăng và kim 24 giờ giống hệt mẫu năm 396 mà thôi. Bộ kim thì không có gì khác biệt, cùng là kim dolphin và thêm đó là kim dây. Cọc số của hai mẫu thì cũng không khác biệt luôn, đều là cọc số dạng stick. Nhưng mà tất nhiên là hai mẫu này cũng còn nhiều thiết kế cọc số khác, như cọc số la mã hay là cọc số regay. Và cái đó sẽ tùy vào lựa chọn của mỗi người, họ sẽ chọn thiết kế nào cho phù hợp với sở thích của mình. Nếu xét về tính dễ nhìn, dễ quan sát thì tôi chắc chắn sẽ chọn mẫu năm 2005. Bởi vì thiết kế này nó quá là rõ ràng và các bạn có thể nhìn qua biết thứ, ngày, tháng. Còn góc 6 giờ lịch tuần trăng thực sự là không có quan trọng. Không có nhiều người thực sự sử dụng cái tính năng lịch tuần trăng này. Và đây chỉ là tính năng phần lớn để làm trang trí chiếc đồng hồ đẹp hơn mà thôi. Còn cái kim 24 giờ nó chỉ có tác dụng rõ rệt nhất khi bạn chỉnh giờ. Còn khi bạn sử dụng bình thường thì kim 24 giờ này gần như không có tí tác dụng nào cả. Để chỉnh thứ, ngày, tháng và lịch tuần trăng thì các bạn để sử dụng 4 cái nút bấm ở xung quanh đồng hồ. Vâng, cái này thì mẫu năm 396 cũng giống hệt với cả mẫu năm 2005 mà thôi. Bởi vì hai mẫu đồng hồ này cùng sử dụng một bộ máy. Do cùng sử dụng một bộ máy nên tất cả cơ chế chỉnh giờ của hai chiếc đồng hồ đều giống hệt nhau, không một chút sự khác biệt nào cả. Vâng, bộ máy sử dụng bên trong của hai chiếc năm 396 và năm 2005 thì giống hệt nhau. Đó đều là máy 324 cả. Và trên đó thì chúng ta đều có con dấu Patek Philippe. Vâng, đây là một chuẩn chất lượng riêng của Patek, được ra đời vào năm 2009.
Và nếu bạn nhìn từ đằng sau, thực sự thì bộ máy có hai chiếc 5396 và 5205 không có gì khác biệt, giống hệt nhau. Tất cả những cái cơ chế chuyển động ở đằng sau đều giống hệt nhau, chỉ khác cơ chế hiển thị lịch thì lại đặt ở phía mặt số và chúng ta sẽ không thể quan sát được những cái chi tiết này. Vâng, vì thế nên xét về độ máy, độ bền hay độ chính xác thì hai chiếc đồng hồ này sẽ giống hệt nhau, không có chiếc nào hơn chiếc nào cả. Và khi đeo lên tay thì chắc chắn là chiếc 5205 có một cái vẻ nào đó độc đáo hơn, mạnh mẽ hơn và mới lạ hơn. Chiếc 5205 có lẽ là phù hợp với những người trẻ hơn, những người không thích thiết kế quá là cổ điển, họ muốn có một chút gì đó đột phá và khoảng cách. Còn ngược lại thì chiếc 5396 lại là một cái lựa chọn cực kỳ là an toàn và bạn có thể đeo mọi lúc, mọi nơi. Tất nhiên là trừ những trường hợp bạn đi tập thể thao hay là tập tạ thì tất nhiên là đừng nên đeo chiếc đồng hồ này. Vâng, như đã nói ở đầu video thì cả hai chiếc 5205 và 5396 đều có mức giá là 48.000 USD. Nhưng mà tất nhiên nếu với giá bán luxury thì các bạn có thể có mức giá chiết khấu ấn tượng hơn nhiều. Vâng, để biết thêm chi tiết về hai chiếc đồng hồ này, các bạn hãy truy cập giabanluxury.com. Và bạn thích chiếc đồng hồ nào hơn, hãy comment phía dưới video này nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.